Sau hơn một tháng, thành phố Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo phương châm, ai ở đâu thì ở đó. Nhiều quận huyện phải thực hiện phong tỏa cách ly y tế, nên tất cả các công trình xây dựng đều phải tạm dừng thi công. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cho phép 25 công trình xây dựng trọng điểm được tái khởi động trở lại nhằm đảm bảo tiến độ, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại các công trình trọng điểm của thành phố. Công trình nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà giai đoạn 2 đã bắt đầu thi công trở lại sau thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghiêm quyết định 2788 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hơn 50% công nhân viên kỹ thuật được điều động để tiếp tục thi công những hạng mục đang còn dang dở. Những công nhân đến làm việc tại công trình phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi vào công trường hoạt động. Ban quản lý dự án đã giao trách nhiệm cho đơn vị nhà thầu hàng ngày phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ra vào công trường và tổ chức thi công theo phương án 3 tại chỗ. Sau khi thành phố cho phép được thi công trở lại thì nhà thầu đang bắt đầu triển khai các công việc còn tồn đọng trên công trường để đảm bảo dự án kịp hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Hiện nhà thầu đang tiến hành đổ bê tông mái cuối cùng của trạm bơm xử lý Selector và SPR. Các thiết bị máy móc đã lắp đặt xong 80% khối lượng công việc theo kế hoạch. Để phấn đấu đưa công trình vào vận hành cuối tháng 11 năm nay, các nhà thầu chính mong muốn thành phố cho phép đơn vị cung ứng vật tư được hoạt động trở lại. Thời gian tới là mong Ủy ban Nhân dân thành phố tạo điều kiện cho các đơn vị cung cấp vật tư được hoạt động trở lại để cung cấp vật tư cho công trường. Vì hiện tại là ở trên công trường là còn rất nhiều các vật tư phụ lại là đang thiếu và đang chờ các nhà cung cấp hoạt động trở lại để đáp ứng cho công việc. Còn tại dáng cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, hạng mục tuyến cống truyền tải D2400 trên đường Nguyễn Huy Chương, phường Mân Thái không khí làm việc khẩn trương trong môi trường khép kín với đặc thù thi công hố trụ kích S16 nằm trong khu dân cư. Việc để chậm tiến độ ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại của người dân, nên ban chỉ huy công trường đã tổ chức cho công nhân làm việc liên tục theo 3K4 kíp, bù vào tiến độ tạm dừng trong thời gian giãn cách để hoàn thành trước mùa mưa lũ. Nhà thầu chúng tôi là tập trung mọi nguồn lực, vật tư, thiết bị để nhân công trình trước mùa bão, trong cái mùa khô, mùa nắng thì nhà thầu là lại bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch, cho nên là công tác thi công bị gián đoạn. Thứ hai nữa là công trình là nằm sát các cái hộ dân. Cho nên trong quá trình thi công thì cũng có một số vướng là do người dân cản trở. Tuy nhiên nhà thầu chúng tôi cũng có những cái giải pháp là tập trung mọi nguồn lực, thiết bị và có cái chuẩn bị các vật tư, vật liệu sẵn sàng để nằm đẩy nhanh tiến độ so với hoạt động đã ký. Đến nay hạng mục tuyến cống truyền tải D2400 thuộc dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà đã hoàn thành 15 trên 25 hố trụ kích. Trong đó đã có 6 hố hoàn trả mặt đường cho phương tiện lưu thông. Hiện các đơn vị nhà thầu đã tập trung thiết bị, ổn định nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.